Đông là một chiếc túi sách đa phong cách. Đông có thể biến đổi từ một chiếc túi sách tay thông thường sang một chiếc túi đeo chéo vô cùng sành điệu nhờ phần cúc cài linh hoạt. Đặc biệt, thiết kế lần này được thợ da Lecas đã thổi vào một luồng không khí sáng tạo trong thiết kế phối màu tinh tế, đủ để gây ấn tượng mà vẫn giữ được nét ngọt ngào cần có. Trong video lần này, hãy cùng Lecas điểm qua bộ màu và những điều thú vị của bộ sưu tập Đông lần này nhé! Mùa hè vẫn nối dài hơn với những ngày nắng vàng rực rỡ, tự tin, tỏa sáng và đầy cuốn hút. Đó là những gì mà Lecas muốn gửi đến cho bạn trong gam màu đỏ san hô này. Với vẻ ngoài thật dễ hiểu, dễ gần, cho dù màu đỏ rực rỡ nhưng vẫn toát lên vẻ thân thiện mà khi cần lại đủ nổi bật và thu hút. Cũng là một sắc đỏ, nhưng đỏ sangria lại mang lại một vẻ đẹp cuốn hút rất riêng, đằm thắm và sắc nét. Những ngày công sở trở nên nhạt nhòa trong gam màu quen thuộc nào đó, sao bạn không thử một chiếc gam màu đỏ sangria này nhỉ? Chắc chắn nó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán thường nhật, đem lại nguồn năng lượng đầy sống động hàng ngày. Một chút xanh thể hiện cho sự tươi trẻ, tinh tế và thời trang. Cuối cùng phần quai cầu vồng năng động sẽ là nét chấm phá mới mẻ cho trang phục của bạn được dịu mát, đôi chút thú vị và mới lạ hơn. Một sắc xanh mang cho mình sắc thái trầm ổn mà cá tính, hiện đại. Mẫu túi Đông tiện dụng với hai kiểu biến hóa, đeo linh hoạt nay lại càng nâng tầm với phần phối quai crop độc đáo, tạo cho bạn nét cá tính và sành điệu. Mang nét tươi mát, thân thuộc của sắc xanh nhưng lại có chiều sâu, Đông phiên bản màu xanh than đang khẳng định sức hút rất riêng, thiên về nét đẹp giản đơn, tinh tế. Nhờ thiết kế phần quai phối màu sắc cá tính lại đem lại nét thanh lịch, nhưng vẫn ấn tượng đủ để tạo điểm nhấn cá tính cho bạn. Đông xanh ngọc bích thoạt nhìn có thể mang sắc tươi mát, nhưng nếu ngắm đủ lâu, đủ kỹ sẽ có nét thư thái, nhẹ nhàng, đủ để xuyến xao bất cứ ai. Đặc biệt khi người thợ da phối cùng phần dây cầu vồng, bạn sẽ thấy tổng thể chiếc túi như tràn đầy năng lượng và sức sống tươi trẻ. Nét cổ điển của gam màu xám khói sẽ khiến cho bạn trở nên trẻ trung, nay lại đằm thắm hơn vài phần. Một chiếc túi với màu sắc không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại mang chiều sâu sắc khi nhìn kỹ vào từng thớ da mềm dẻo, chắc chắn sẽ phù hợp với bạn trong những ngày nắng đẹp trời. Gam màu hồng mềm mướt nên lại thu hút hơn, có điểm nhấn hơn khi phối cùng phần dây quai cầu vồng nổi bật. Dù đi làm hay đi chơi, bạn vẫn sẽ trông thật ngọt ngào và ấn tượng trong phiên bản Đông màu gam hồng phối cầu vồng mới lạ này. Vào những ngày thời tiết sang thu, màu ấm áp như nâu đỏ được chị em phái đẹp rất quan tâm. Gam màu cơ bản giúp bạn dễ dàng phối cùng với những loại trang phục khác nhau, đặc biệt mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi. Với sự pha trộn nét hiện đại và cổ điển nhờ phần phối quai cầu vồng sẽ giúp cho bạn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách. Phiên bản màu tím lần này của Đông khắc họa một cánh rừng hoa sim dưới ánh chiều buông. Vì vậy, Đông tím sim rất phù hợp cho các chị mang phong cách retro. Nếu bạn đang tìm một chiếc túi khắc họa rõ nét cá tính của mình, thì túi Đông của Lecas sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn đấy. Nếu bạn từng nghĩ rằng gam màu trắng là gam màu an toàn đến nhàm chán, thì với Đông, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Sử dụng màu sắc trung tính, nhưng thợ da Lecas đã sáng tạo, biến tấu giữa chất da trơn và phần phối chăn trắng, tạo cho tổng thể túi có phần cá tính, trông hiện đại và cực kỳ thời trang. Một tông màu quốc dân, ứng dụng cao như đen sao có thể thiếu được trong bộ sưu tập Đông lần này của Lecas. Gam màu khiến bất cứ sản phẩm nào cũng toát lên vẻ quyền lực, sang trọng và tinh giản, nhưng khi phối cùng phần dây chăn thu hút mới thấy hết được đủ tầm của một thiết kế nổi bật mà không cần quá khoa trương. Thợ da Lecas mong rằng bộ sưu tập 12 màu sắc nổi bật của túi Đông lần này sẽ giúp cho chị em làm mới bản thân, sẽ xinh đẹp hơn trong mỗi outfit hàng ngày. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lecas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lecas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo nhé.